Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Linh Di 92 Tarot. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn mới biết đến kênh của mình thì các bạn có thể nhấn nút theo dõi và đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Và mình có nhận xem trải bài riêng, vì vậy nếu bạn nào mà muốn xem trải bài riêng với mình ý, thì các bạn có thể liên hệ với mình thông qua Facebook cá nhân hoặc là số điện thoại và mình có để thông tin chi tiết ở dưới mỗi video. Trong thời gian vừa qua thì mình đã không có thời gian nhiều ở trên YouTube, rất là mong mọi người thông cảm. Và mình cũng rất là xin lỗi vì cái sự vắng mặt này. Trong suốt một thời gian vừa qua thì mình cũng bận khá là nhiều những cái công việc cá nhân và việc gia đình. Bây giờ thì mình có nhiều thời gian rảnh hơn một chút và mình sẽ dành nhiều thời gian để up cái tụ bài trên YouTube cho mọi người. Ok, thì ngày hôm nay ý, thì mình quay trở lại đây và mình đem đến cho mọi người một tụ bài với thông điệp liên quan về tình yêu nhé. Và mình đã ở đây đã trải sẵn cho mọi người bốn tụ bài rồi. Thì các bạn lưu ý giúp mình ý là bất cứ lúc nào mà các bạn xem được video này thì đó chính là cái thời điểm thích hợp nhất để các bạn đón nhận được thông điệp. Vì đây là tụ bài chung cho nhiều người cho nên các bạn hãy lưu ý là hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất có thể. Bây giờ các bạn hãy lựa chọn cho mình một tụ bài theo thứ tự từ trái qua phải. 1, 2, 3 và 4. Với câu hỏi là khi nào thì bạn sẽ gặp được soulmate với twin flame của mình và người đó như thế nào? Mình xin được nhắc lại nhé. Câu hỏi là khi nào bạn sẽ gặp được soulmate twin flame của mình và người đó như thế nào? Thì mình muốn giải thích cho mọi người một chút trước khi mà chúng ta lựa chọn tụ bài. Thì các bạn chắc là rất là nhiều bạn yêu tarot rất là quen thuộc với khái niệm soulmate và twin flame rồi đúng không? Thì soulmate ý là cái người mà bạn đã có những cái kết nối từ kiếp trước và hai người có đồng điệu với tâm hồn và có cùng tần số rung động với nhau. Và ở kiếp này thì các bạn gặp nhau, các bạn yêu nhau, nhưng mà cái mối quan hệ đấy có thể là nó chỉ là thoáng qua chứ chưa hẳn là cái mối quan hệ soulmate đấy là bạn với họ phải đi đi với nhau suốt một quãng đường dài. Hai người có cùng tần số rung động với nhau và hai người rất là đồng điệu với nhau ấy. Còn mối quan hệ twin flame thì mình nghĩ là rất nhiều người cũng biết. Mối quan hệ twin flame là mối quan hệ mà nó hơi mang tính chất nghiệp quả và nó là cái sự tiến hóa của linh hồn giữa hai người, giữa hai cái linh hồn song sinh. Và một quan hệ twin flame ấy, thì nó buộc hai người phải học những cái bài học và hai người phải chấp nhận những cái thử thách, chấp nhận những cái sự đau khổ. Và cái mối quan hệ twin flame nó xảy ra khi mà cái hai cái linh hồn, hai cái nửa của linh hồn thì đúng hơn đấy, nó gặp nhau và nó sẽ hòa lại làm một, cho nên là cái mối quan hệ twin flame là một mối quan hệ khá là thiêng liêng. Và nhưng mà khi nhắc đến nó thì mọi người cũng cảm thấy khá là mệt mỏi, bởi vì nó chứa đựng khá là nhiều những cái vấn đề nghiệp quả ở đó. Mối quan hệ twin flame nó đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái bài học trưởng thành về linh hồn. Thì đó là mình nói sơ qua cho mọi người lại cái khái niệm twin flame và khái niệm soulmate. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái việc lựa chọn tụ bài nhé. Thì ở đây ý, là theo thứ tự từ trái qua phải này, 1, 2, 3 và 4. Là tụ số 1 mình có một viên thạch anh hồng, tụ số 2 chúng ta có một viên opal, tụ số 3 các bạn có một viên obsidian xanh biển, mình sẽ lỗi xanh là cây, tụ số 4 các bạn có một viên đá lapis màu xanh biển. Thì bây giờ cái câu hỏi là khi nào bạn sẽ gặp được soulmate và twin flame của mình và người đó như thế nào? Thì các bạn hãy nhắm mắt lại, sử dụng trực giác và lựa chọn cho mình một tụ bài mà bản thân cảm thấy bị thu hút nhất. Và các bạn hãy cố gắng là chỉ lựa chọn có một tụ bài thôi nhé. Nếu mà chúng ta lựa chọn nhiều hơn có thể là nó sẽ không chính xác nữa. Thì các bạn nhớ giúp mình là bất cứ khi nào mà các bạn đón nhận được thông điệp này thì đó mới chính là cái thời điểm thích hợp nhất, divine timing mà vũ trụ muốn gửi cho bạn. Bây giờ thì các bạn có thể và dừng cái màn hình này lại và các bạn lựa chọn cho mình một tụ bài. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đọc bài nhé. Chọn một tụ bài sẽ bắt đầu vào lúc 4 phút 30. 4 phút 30 giây. Và bây giờ mình sẽ gạt những cái tụ bài này sang một bên để chúng ta sẽ đọc tụ bài số 1 trước. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào với tụ bài số 1 của chúng ta vào lúc 4 phút 50 giây nhé. Một viên thạch anh hồng. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Các bạn có February.
Các bạn có Child Divine, Child Orphan, Goddess, Peace, The Peacemaker, Time for a Nap. Các bạn có nhà 6. Các bạn có Family Room, Karma, Passion, Mature Woman, Temptation, The Seer. Các bạn có Proposal, Open Your Heart và Friend Zone. Các bạn có Discourage. Các bạn có Silent, Enlightenment, Lhasa 1, First Chakra, Balance Spirituality and Practicality, Children, Very Soon, Chemistry. Các bạn có Retreat, Eight of Pentacles, Nine of Swords và King of Swords. Rất là nhiều năng lượng của kiếm. Các bạn có Listen to your intuition, Forgiveness, Look for a sign và Forgiveness tiếp. Ok. Đợi mình một xíu. Xem là cái tụ bài này như thế nào. Thì cái thời điểm mà các bạn có thể gặp cái người đó, cái người mà các bạn cảm thấy là có một cái sự liên hệ về mặt cảm xúc ấy, đó là khoảng tháng 2 nhá, tháng 2 dương lịch của năm sau. Các bạn chú ý cái mốc thời gian đấy. Mình nhìn thấy thì đây là một cái mối quan hệ nghiệp quả. Các bạn sẽ gặp một cái mối quan hệ nghiệp quả trong khoảng tháng 2 năm tới. Thì các bạn chưa gặp được soulmate twin flame của mình với những bạn chọn tụ số 1. Và ở đây thì các bạn sẽ gặp một cái mối quan hệ khá là nghiệp quả. Và cái mối quan hệ này nó làm cho các bạn gặp khá là nhiều những cái vấn đề tiêu cực về cảm xúc. Và các bạn sẽ phải tha thứ, sẽ phải học cái cách buông bỏ, tha thứ cho đối phương. Bởi vì đây là bài học mà, đây là một cái bài học nghiệp quả mà vũ trụ dành cho bạn. Cho nên là các bạn hãy cố gắng cân bằng cái cảm xúc của các bạn. Và đây rõ ràng là một cái bài học rất là lớn để cho các bạn thức tỉnh. Khi mà các bạn học cái bài học này xong thì các bạn sẽ có được những cái gọi là cái sự mạnh mẽ hơn ấy. Của các bạn sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất là nhiều. Cái người này thì tại vì mình nhìn thấy ở đây là giữa bạn với họ có một cái gì đấy mà nó như kiểu như là nó hơi mang tính chất là friend with benefit. Các bạn có friend zone nhưng mà các bạn lại có cái là passion ở đây. Mình đang nhìn thấy có vẻ như đây là một cái mối quan hệ nghiệp quả. Và hai người đang duy trì cái mối quan hệ nó hơi mang tính chất là kiểu cái người kia ấy, cái người kia là họ không có dám thừa nhận cái tình cảm của họ với bạn đâu. Cái người kia ấy, họ họ khá là toan tính. Ở trong đây mình thấy là cái người này họ đang rất là toan tính một cái gì đó. Họ đang toan tính và họ đang đang có những cái kế hoạch của họ. Đã họ đang có kế hoạch riêng và bạn nhìn nhá, cái người này ấy, họ đang rất là lạnh lùng, họ đang toan tính và họ đang theo đuổi những cái mục tiêu của họ. Có thể là cái người này là một người trẻ và cái năng lượng của họ khá là sôi nổi. Cái người này, mình nghĩ là người này là người thuộc cung khí. Người này là người thuộc cung khí hoặc là cung đất. Nhưng mà ở đây thì mình nhìn thấy ở đây cái năng lượng của cung khí nhiều hơn. Thiên bình bảo bình song tử nhá. Có thể là họ sẽ thuộc những cung đấy hoặc là mọc, có mọc ở những cái cung đó. Người này họ sẽ không thừa nhận cái tình cảm của họ dành cho bạn. Và họ đang muốn có những cái mối quan hệ friend with benefit. Có thể là cái người này họ đang không chịu trách nhiệm, họ đang không muốn dấn thân vào một cái mối quan hệ nghiêm túc ấy. Tức là họ đang không muốn thực sự là không muốn dấn thân vào cái mối quan hệ mà họ đang chưa sẵn sàng trong thời điểm hiện tại. Mình thấy là họ chưa sẵn sàng ấy. Ở đây mình đang thấy có hai lá trực giác. Hãy lắng nghe trực giác để mình xem. Lát nữa mình sẽ xem kỹ hơn nhé. Cái mối quan hệ này của các bạn nó đang thiếu đi cái sự giao tiếp của hai bên. Mình thấy như là có thể là hai người đang ở trong một giai đoạn mà các bạn không nói được với nhau hay không nói chuyện được với nhau.
nó hơi mang tính chất là kiểu hai người lười giao tiếp hoặc là hai người đang cho nhau cái khoảng thời gian của sự im lặng ấy, sự im lặng. Các bạn đã im lặng, các bạn im lặng và các bạn không nói được. Mình cảm giác là cái mối quan hệ này nó đang thiếu đi cái gì đó. Kiểu như là hai người không có cái sự can đảm, hai người thiếu cái sự can đảm và hai người cũng không thừa nhận được cái tình cảm của mình dành cho nhau. Mặc dù là khi mà bạn hỏi cái người kia thì người kia người ta sẽ có một cái câu trả lời là I like you. Cái người đấy họ thích bạn, họ có thích bạn, họ có thừa nhận cái điều đấy, nhưng mà họ sẽ không thừa nhận cái câu chuyện nghiêm túc, họ sẽ không 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 cho rằng là cái mối quan hệ của hai người cần phải nghiêm túc ở trong thời điểm này. Và đấy là cái điều mà mình cảm thấy nó đang khá là mệt mỏi dành cho bạn. Ở đây mình thấy gọi là temptation nhé. Cái này là cái sự cám dỗ. Cái sự cám dỗ nó sẽ khiến cho bạn càng đi sâu vào cái vấn đề này hơn, và cứ càng đi sâu thì bạn sẽ càng cảm thấy mệt mỏi. Và cái mối quan hệ này rõ ràng là nó rất là cần cái sự nghỉ ngơi ấy. Hai người cần phải có cái sự nghỉ ngơi, hai người cần phải ngồi lại xem xét lại cái mối quan hệ này như thế nào, và hãy mở cửa trái tim. Ở đây thì mình thấy là đây là vấn đề của cả hai nhé. Hãy mở cửa trái tim ra. Hãy mở trái tim của mình ra. Hãy làm biết cách làm như thế nào để hai người có thể thừa nhận cái tình cảm của nhau. Đây mình thấy gọi là proposal. Có thể là cái người này họ rất là cái có tình cảm với bạn nhưng mà họ không thừa nhận hoặc là họ chưa dám, và bản thân bạn cũng như vậy. Bạn cũng không có mở cái trái tim của bạn ra để bạn nó giống như kiểu như là bạn cũng không có chủ động ấy, bạn cũng không có chủ động và tích cực ấy. Tại sao bạn lại không dám chủ động và tích cực trong mối quan hệ này? Tại sao bạn lại không dám đưa ra cái lời đề nghị offer là nếu như họ đang có ý định như vậy, họ đang có những cái sự cố gắng như vậy, thì tại sao bạn lại không đưa ra những cái tín hiệu ấy, mình gọi là những cái tín hiệu ấy. Ở đây rõ ràng là vũ trụ đang muốn các bạn tìm kiếm những cái tín hiệu từ đối phương, và chính bản thân các bạn cũng là cái người phải cố gắng. Và cái mối quan hệ này mình biết là rất là mệt mỏi nha. Cái nó Ở đây mình thấy có rất là nhiều những cái lá forgiveness ở đây. Rõ ràng đây là một cái mối quan hệ nghiệp quả, và nó sẽ khiến cho bạn phải tha thứ cho người đấy. Họ sẽ gây ra cho bạn những cái sự đau đớn đấy. Cái người đấy là một người có một cái nguồn năng lượng khá là tâm linh và nữ tính. Mình thấy cái người này họ có một cái nguồn năng lượng của sự nữ tính nhé. Có thể cái người này là một người mà họ rất là duyên dáng, họ là nam giới thì họ cũng rất là duyên dáng, họ rất là kiểu nhẹ nhàng dịu dàng ấy. Còn nếu mà bạn là nữ giới thì nó lại càng nói lên là bạn là một người có cái sự nữ tính và rất là kiểu lúc nào cũng cư xử rất là nhẹ nhàng ấy, và đôi khi có phần nó còn có cái sự gì đấy nó nhút nhát cơ. Ở đây mình thấy là cái người này họ là một người mà có thể là một đứa trẻ mồ côi nhá. Và ở đây thì đây là một cái nguồn năng lượng của sự tâm linh. Mối quan hệ này là một cái mối quan hệ mà mình thấy cũng chưa đến cái mức sẽ là twin flame hay soulmate. Tuy nhiên thì có thể đây là một cái mối quan hệ mà các bạn đã có những cái nghiệp quả với nhau ở kiếp trước, hoặc là đây là người yêu cũ của bạn nha. Mình nhìn thấy ở đây có retreat. Có thể cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà hai người xa nhau và hai người đang cần dành cho nhau cái sự im lặng để nhìn lại xem cái mối quan hệ của các bạn nó như thế nào, và các bạn phải thừa nhận cái mối quan hệ đấy, cả thừa nhận cái tình cảm của mình. Và ở đây thì cái lời khuyên mà tụ bài dành cho bạn là nếu như mà các bạn nếu như ở đây đây là những cái mối quan hệ mà các bạn cần cái khoảng thời gian để suy nghĩ, hay đây là mối quan hệ của người cũ ấy, của người yêu cũ ấy, thì nó vẫn rất cần cái sự nỗ lực của hai người. Hãy phá vỡ cái vòng lặp tiêu cực mà các bạn đã từng lặp là
các bạn đã làm ra trước đấy. Và nếu không thì bây giờ các bạn cứ lặp đi lặp lại cái vòng lặp tiêu cực đấy ấy. Hãy lắng nghe trực giác, hãy lắng nghe trực giác để biết thực sự xem là cái điều mà bạn thực sự cái tiếng nói bên trong của bạn họ đang mách bảo bạn điều gì ở đây. Cái trực giác của bạn rất là nhạy. Với những bạn chọn tụ số hạ 1 thì với một cái viên đá thanh anh hồng như thế này thì mình thấy là các bạn là cái người mà có cái trực giác rất là tốt về tình yêu. Tức là các bạn cảm nhận rất là rõ cái vấn đề những cái vấn đề gì trong cái vấn đề tình cảm của các bạn ấy. Cho nên là mình nghĩ rằng là hãy hãy lắng nghe theo cái trực giác của các bạn. Trực giác sẽ mách bảo cho các bạn là các bạn cần làm gì, nên làm gì trong từng cái thời điểm và từng tình huống cụ thể như thế nào. Ok, thì đây là thông điệp của các bạn chọn tụ số 1. Ok, đợi mình uống nước đã. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tụ bài số 2. Bài số 2 sẽ bắt đầu ở lúc 16 phút 25 giây. Bài số 2 sẽ là một viên đá opal. Mình sẽ để viên đá ở đây nhé. Sẽ là các bạn chọn tụ số 2 nào các bạn. Gặp cái người soulmate về twin flame của mình vào thời điểm nào, vào tháng 9. Tháng 9 thì bây giờ chúng ta đã qua rồi, có nghĩa là năm sau nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem các bạn có gì. Các bạn có Two of Pentacles này, The Hierophant, Six of Swords, Romantic Feelings, It's Time for You to Love, Engagement, Finance and Career. Các bạn có A New Start is Coming, Angel of Strength, Fence, Boundaries, Might, Unfulfilled, This Guy, Fearless Love, Reaching Out, The Syringe, Nàng Tiên Cá. Các bạn có Sexual Arts, True Can, Female, Ice Queen, Gift, Solar Eclipse. Sao lại có lá này nhỉ? Nhật thực, à sữa nguyệt thực này. Building Blocks, The Mender, Recovery, The Near Future, Helpful People. Các bạn có Lost, Seeker, God, Dumpster và Look to Your Inner Strength. You are stronger than you like. Ok. Cái thời điểm bây giờ thì mình vẫn nhìn thấy là cái tụ số 2 nó cũng giống như tụ số 1 ít, tức là các bạn vẫn chưa tìm được soulmate với twin flame của mình. Ở trong tụ bài này mình chưa thấy có cái nguồn năng lượng đó. Cái người đặc biệt mà bạn gặp có thể là bạn sẽ gặp họ ở trong cái vấn đề công việc và sự nghiệp, mình thấy ở đây. Và cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà rất là phù hợp để cho các bạn tiến đến một cái cuộc có thể là những cái gì đấy nó rất là nghiêm túc, hoặc là hôn nhân nhé. Còn những cái vấn đề liên quan đến hôn nhân ở đây, khoảng thời gian đấy thì các bạn sẽ có những cái bước tiến rất là mạnh mẽ ở trong vấn đề tình cảm các bạn. Ở đây các bạn có reaching out, các bạn có sự liên hệ với nhau, các bạn có sự liên lạc với nhau. Ở đây các bạn có a new start is coming, một cái sự khởi nguồn, khởi đầu mới sắp bắt đầu. Có những món quà, có những cái sự tương tác. Ở đây thực ra thì mình nhìn thấy nhá, hai người bạn với người đấy thì bạn là một người mà rất là lạnh lùng, nhưng mà cái người kia họ là một cái người rất là kiểu nhẹ nhàng tình cảm, và họ khá là kiểu họ khá là nhường nhịn bạn ấy. Ở trong cái mối quan hệ này thì có một cái người có một cái tôi rất là lớn, đây là cái người nữ, và cái người này có một cái tôi rất là lớn, nhưng mà người nam này thì không nha. Và cái người này thì có tóc màu hơi sáng này. Có thể là hai bạn sẽ có cái sự gắn kết với nhau về mặt thể xác nữa, về mặt vật lý. Người này là một người, người này là một người có khá là nhiều những cái sự đau khổ, sự mất mát rồi.
Người này mình một xíu nha. Mình thấy là cái người này họ khá là hiền lành nhá. Ừ, mình nhìn thấy cái hình ảnh của người này, mình thấy cái người này cái năng lượng của họ rất là hiền lành luôn. Họ rất là hiền lành, họ rất là nhường nhịn bạn và họ biết cái cách để giúp đỡ bạn trong những cái thời điểm cần thiết. Một nguồn năng lượng của sự tâm linh. Cái người này có thể là một người thuộc cung Kim Ngưu, cung đất, hoặc là một người thuộc cung khí, bảo bình minh song tử. Tuy nhiên thì mình vẫn nghiêng về đây là cái người thuộc cung đất hơn nhé. Cái nguồn năng lượng cung đất cùng có ma kết xử nữ Kim Ngưu và có thể người này là người thuộc cung Kim Ngưu á. Mình nhớ đây cái nguồn năng lượng của Kim Ngưu này. Và chính vì cái nguồn năng lượng của Kim Ngưu cho nên mình đang nghĩ rằng là cái người này là họ là một cái người chậm mà chắc ấy. Họ tiến rất là chậm. Họ không có ngỏ lời với bạn nhiều hay là họ hứa hẹn cái gì nhiều đâu, nhưng mà giữa hai người rõ ràng là có những cái gọi là cái sự hỗ trợ từ những cái, ví dụ như ở đây mình nhìn thấy cái hình ảnh của Angel Strength, một thiên thần của sự mạnh mẽ, và cái sự mạnh mẽ ở bên trong bạn, vị thiên thần này đánh thức cái sự mạnh mẽ ở bên trong bạn, khiến cho bạn có được một cái niềm tin và có một cái sức mạnh nội tâm rất là lớn. Trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì mình nhìn thấy là có thể là bạn đang cần một cái sự chữa lành về mặt tâm trí và thể xác, và bạn cũng đang cần rất là nhiều những cái sự hỗ trợ từ mọi người để các bạn có thể nhìn nhìn nhận ra được những cái vấn đề đúng. Còn những ranh giới, còn những cái ranh giới tồn tại giữa hai người, mối quan hệ này có thể là hai người đang có những cái kế hoạch nha, những cái kế hoạch cho tương lai xa đấy, bởi vì mình nhớ đây có Philis Love này và có Engagement, có những cái lá bài rất là đẹp, Romantic Feelings, It's Safe for You to Love. Đây là mối quan hệ, nó không phải là một cái mối quan hệ về mặt cảm xúc. Mình nhìn thấy ở đây là một cái mối quan hệ lý trí. Có nghĩa là có thể bạn bạn đang nhìn cái người này theo một cái hướng là người này họ khi mà bạn 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 muốn gắn kết cuộc đời với người này thì bạn đang toan tính, bạn đang có một cái sự toan tính rằng là liệu cái người này họ có thể lo cho bạn, lo cái cuộc sống cho bạn hay không, lo về vật chất, lo về mọi thứ xem là có đầy đủ hay không ấy. Thì mình nhìn thấy ở đây rõ ràng là cái điều này nó không có sai. Cũng không, trong chúng ta ai cũng mong muốn cuộc sống của chúng ta có sự đủ đầy mà. Cho nên là ở đây thì mình cũng đâu có sai đâu, nếu mà bạn muốn như thế thì đâu cũng đâu có sai. Tuy nhiên thì cái vấn đề ở đây là đây là một cái mối quan hệ nó không có quá nhiều cảm xúc. Nó không có quá nhiều cảm xúc nên là khi mà bạn đặt cái sự lựa chọn của bạn thì bạn bạn cần phải quyết định thật là đúng đắn. Hiện tại hai người đang có những cái sự gắn kết lợi ích về vật chất, nhưng mà cái sự cảm xúc thì mình chưa thấy nhiều ấy. Cho nên là nếu như mà các bạn có một cái sự gắn kết về mặt cảm xúc thì nó sẽ làm cho cái mối quan hệ này nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và mình cũng rất là mong muốn là các bạn sẽ có được cái sự gắn kết đấy. Ở đây các bạn có A New Start Is Coming, một cái sự khởi đầu nó đã bắt đầu. Có thể là bạn sẽ bỏ từ bỏ những cái sự gọi là toan tính đi để các bạn có những có cho nhau những cái cảm xúc ấy. Có thể là bạn yêu người này nhưng mà cái tình yêu đấy nó không có quá nhiều cái sự thỏa mãn, nó không có quá nhiều cái sự đam mê và nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy lung lay về cái quyết định của bạn. Cho nên là lời khuyên ấy là bạn hãy 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 dùng cái cảm xúc để đặt mình vào để cảm nhận. Đó. Thì đây là cái thông điệp các bạn chọn tụ số 2, các bạn vẫn chưa chưa tìm được soulmate về twin flame của mình trong cái thời điểm hiện tại nhé, trong cái thời điểm tương lai gần. Giờ chúng ta sẽ chuyển bài số 3 nhé.
25 phút. Bài số 3, khi nào các bạn sẽ gặp sau mấy twin flame của mình? Các bạn có June tháng 6, vẫn là năm sau. Các bạn có Strength, King of Pentacles, The Lovers, Attraction, Honeymoon, Stay Optimistic About Your Love Life, Lunch, A Win-Win Outcome, Focus, Community, Phrase, Motivation, Thunderbolt, Worry. Các bạn có Self Love, tự yêu lấy chính mình. Ở đây các bạn có Yes, okay. Psychic connection, bonding. The king. Okay. Rejection, từ chối. Triangle. Freedom, gift. Journey, new moon. Strength, purity. Regrowth, cột quạ. Meditation, bring answer. Don't starve, ask your angels. Purification, find năng lượng của lửa. Slave, vampire, gamer. The heart of the matter. Đến tụ số 3 ngày hôm nay thì mình vẫn chưa thấy xuất hiện ở một quan hệ. Sao mấy là twin flame? Không biết là tụ 4 thế nào, nhưng mà tụ số 3 thì đến tụ số 3 rồi mình vẫn không thấy có soulmate twin flame ở đây. Vẫn là một cái mối quan hệ mà hai người có sự gắn kết. Tuy nhiên thì bạn cần phải có một cái tình yêu chính bản thân bạn này. Hãy biết yêu thương chính mình, hãy sử dụng cái luật hấp dẫn để nâng cao tần số rung động, và mối quan hệ này nó sẽ kéo dài hơn, nó sẽ bền chặt hơn nhé. The heart of the martyr. Cái người này là một người có khá là có cái máu liều đó, và là một người mà bạn có thể kiểm soát được họ ấy. Mình thấy là cái người này là bạn, cái người mà bạn có thể hơi hơi mang tính chất là bạn có thể bảo được họ ấy, kiểu cái người này họ khá là nghe lời bạn ấy. Okay. Mối quan hệ này là một cái mối quan hệ mà mình thấy rằng có thể là, có thể đây nó sẽ đem đến một cái sự cách mạng. Ở đây có các bạn có Thunderbolt, các bạn có cái lá này, lá the Tower. Có thể đây là một cái sự thức tỉnh, một cái sự thức tỉnh mạnh mẽ. Mình xem lại một chút là một sự thức tỉnh mạnh mẽ. Một sự thay đổi đột ngột. Này có cái lá bài kia mình cũng không nhìn thấy nữa. Mình nhìn thấy xong. Có lẽ là mình nhìn nhầm mất rồi. Ok. Lời khuyên là các bạn hãy tự yêu lấy bản thân bạn trước. Khi mà bạn yêu bản thân bạn trước thì bạn mới thực sự mới có thể khiến người khác yêu mình được ấy. Bạn mạnh mẽ, bạn rất là mạnh mẽ. Và cái nguồn năng lượng ở đây là một cái nguồn năng lượng khá là kiểu có thể là cái người này, cái người này thì họ theo cái lá bài The Lover thì mình nghĩ rằng là cái người này có thể họ là một cái người twin flame của bạn. Nhưng mà tại vì đó là mình cảm nhận trước. Chứ còn thực ra là theo những cái lá bài tarot truyền thống thì họ không quan niệm The Lover là twin flame nhé. Họ chỉ quan niệm rằng The Lover chỉ là đôi tình nhân mà thôi. Và đây là có cái sự áp đặt của số mệnh. Cái người này có thể bạn và cái người này có thể là những người cung song tử hoặc là cung sư tử. Và đây mình nhìn thấy cái nguồn năng lượng của đất nữa, của những người thuộc cung đất. Nhưng mà mình vẫn nghiêng về cái khả năng là ở đây các bạn là những người thuộc cung song tử và cung sư tử. Đó.
hoặc là các bạn có cung mọc ở đấy. Cái tụ này nó cũng hơi khá rắc rối đấy, bởi vì mình nhìn thấy ở đây là nó có cái sự gắn kết với nhau. Các bạn có sự gắn kết với nhau về mặt linh hồn. Nhưng mà cái mối quan hệ này không phải là mối quan hệ twin flame. Mình vẫn nhìn thấy ở đây là có thể cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ mà các bạn đang có cái sự lựa chọn nhé. Các bạn đang có một cái sự lựa chọn đấy. Các bạn đang có một cái sự cân nhắc giữa giữa cái việc là các bạn dấn thân vào một cái mối quan hệ hay các bạn đang muốn là các bạn tập trung lại vào bản thân mình trước. Đó. Ở đây các bạn có self-love. Mối quan hệ này nó cũng đem đến cho bạn rất là nhiều những cái niềm vui trong cuộc sống và cái người này là một người có cái tài ăn nói rất là giỏi. Cái người đối phương của bạn ấy, họ là một người mà có cái sự khéo léo trong giao tiếp. Bạn ấy rất là dễ gây được cái thiện cảm với mọi người nhờ cái khả năng ăn nói của bạn ấy. Bạn có nguồn năng lượng của lửa, cái sự thanh tẩy, ở một cái sự đốt cháy sạch sẽ mọi thứ, tất cả mọi thứ nó sẽ bị tan biến đi với cái nguồn năng lượng của lửa. Cái nguồn năng lượng này là cái nguồn năng lượng của cung sư tử, có thể cái người là người thuộc cung sư tử nữa. Mình sẽ xem thêm lời khuyên cho tụ bài này nhé. Mối quan hệ này của các bạn là một cái mối quan hệ mà nó đem đến cho các bạn khá là nhiều những cái cảm xúc thú vị. Không phải là cái mối quan hệ twin flame hay soulmate, nhưng mà nó đem đến cho các bạn khá là nhiều những cái trải nghiệm thú vị. Bạn compromise just peaceful solution. Giữa hai người ấy, luôn luôn phải có một cái gì đấy mang tính chất là có sự công bằng ấy. Ở đây các bạn có cái có vẻ như là cái mối quan hệ này của các bạn nó đang cần một cái gì đấy nó nghiêm túc và có sự cam kết, thì giữa hai người cần phải có cái sự cam kết này, những cái sự đồng lòng của cả hai thì sẽ khiến cho cái mối quan hệ này bền chặt hơn. Khoảng thời gian tháng 6 của năm sau với những bạn cung sư tử, song tử thì các bạn chú ý nha, hoặc là những bạn có cung mọc. Nếu mà các bạn chọn tụ số 3 mà các bạn còn cái cung mọc ở đấy thì ở hai cái cung này thì cái khả năng phần lớn là các bạn là cái người ở, đúng là cái người chọn tụ số 3. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang tụ bài số 4.33 phút. 33 phút. 36. 336. Chúng ta sẽ xem là những bạn chọn tụ số 4 thì khi nào bạn sẽ gặp soulmate với twin flame của mình. December tháng 12 cuối năm nay. Chúng ta sẽ lấy mốc thời gian gần nhất nhé. Queen of Wands, Two of Swords, Five of Wands, Conciliation, Three of Staff. This could be the one, Codependency. Prosperity lies ahead, Daughter Romance, Destiny. Các bạn có Playfulness, Powerless, You are worthy, get a step to great love, twin flame union. Các bạn có the strategy, victim, costliness, obstacle, dark male, warm flower, river lady, Venus, why, past life, unlike, and you already trust, ocean of external love. Các bạn có the hermit, alchemist và dilettante. Các bạn có speak the language of love. Đây là cái tụ số 4, cái tụ duy nhất là cái tụ mà mình có thấy có cái nguồn năng lượng của Twin Flame. Hay bạn đã có một cái sự kết nối từ kiếp trước. Ở đây mình thấy có cái past life này. Có sự kết nối từ kiếp trước rồi. Cái người này có cái ngoại hình hơi
cái làn da của họ hơi 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 đen một chút đó, và cái dáng người hơi hơi có một chút đậm đậm một chút và hơi không cao lắm nhá, không quá cao đâu. Bạn là cái người có giá trị, vũ trụ đang cho bạn một cái bài học là bạn có giá trị của riêng bạn và bạn không không nên đánh giá cái giá trị của bạn phụ thuộc vào cái việc nhìn nhận của người khác. Người này là một người khá là đặc biệt với bạn, nhưng mình vẫn không nghĩ đây là cái người dành cho bạn. Bạn đã thực sự rất sẵn sàng trong một cái mối quan hệ, tuy nhiên thì cái người này thực sự vẫn chưa phù hợp với bạn. Có thể họ đem đến cho bạn một cái bài học nào đấy. Ở đây cái người này là cái người mà có cái nguồn năng lượng khá là linh hoạt ý, và mình thấy ở đây cái người này là một cái người mà có cái thiên hướng về tâm linh, thiền định, hoặc là một cái người đi theo một cái tôn giáo nào đó, không ngoại trừ đây là một người đi tu nhé, một xuất gia ấy, người xuất gia ấy. Có thể là bạn đang dính líu đến một cái mối quan hệ như vậy. Là cái người này có cái nguồn năng lượng của cung Sử Nữ, cung đất hoặc là cung lửa. Ở đây mình thấy có cái nguồn năng lượng của lửa đó, cung lửa cũng có Bạch Dương Sư Tử Nhân Mã, cung đất có, ở đây các bạn có cung Sử Nữ, và ở đây các bạn có năng lượng của cung khí, Thiên Bình và Bình Song Tử. Để hai người tiến đến cái mối quan hệ này phải có một cái sự nỗ lực rất là nhiều ấy. Và ở đây thì mình nhìn thấy cái sự nỗ lực này là đến từ bạn. Cái người này có thể là cái người duy nhất mà bạn gặp ở trong cuộc sống, có thể là bạn sẽ không bao giờ gặp lại cái người như như một cái người thứ hai như người này nữa đâu. Tức là đây là một người duy nhất và cái người này sẽ làm cho bạn sẽ nhớ rất là lâu ấy, bởi vì đây là cái người mà bạn dồn rất là nhiều những cái tâm huyết này, bạn dồn rất nhiều cái sự kỳ vọng vào. Và ở đây thì các bạn có một cái lá reconciliation, có thể là giữa hai bạn đã có một cái mâu thuẫn nào đấy ở trong quá khứ và hai bạn đang tìm cách chữa lành ấy. Các bạn đang tìm cách chữa lành và giải quyết nó, tuy nhiên thì mình vẫn chưa thấy cái tín hiệu tích cực lắm. Mối quan hệ này vẫn còn rất là nhiều những cái sự khó khăn, trở ngại. Cái người này khiến cho bạn cảm thấy rằng là bất lực. Bạn bất lực ý, bạn không cố gắng được với cái mối quan hệ này. Hiện tại bây giờ thì mình nhìn thấy cái người này họ đang khá là kín tiếng, họ đang khá là kiểu im lặng ấy. Đây là có bàn tay số mệnh rồi. Đây là điều mà vũ trụ muốn bạn trải qua. Đây là điều mà vũ trụ muốn để bạn làm một cái hành trình mà bạn phải trải qua trong cái hợp đồng linh hồn của bạn. Đây là một bài học mà bạn đã lựa chọn và bạn phải trải qua. Kể cả khi không có người này ở bên cạnh thì mình nhìn thấy bạn vẫn là một cái người có nguồn năng lượng rất là tích cực và bạn đang muốn lan tỏa những cái giá trị của tình yêu với mọi người, và chính cái điều này nó sẽ thu hút bạn rất là nhiều những cái mối quan hệ khác ở trong tương lai. Mình biết đây là một cái mối quan hệ twin flame, là cái người mà vũ trụ đã gửi đến cho bạn, và họ 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 chính là twin flame của bạn. Họ chính là twin flame của bạn. Và cái người và twin flame, mối quan hệ này ấy, nó ở cái cấp độ này là cấp độ mà bạn cảm thấy là bạn không bị quá mệt mỏi khi bạn nghĩ về người đấy, mà bạn nhận ra rất là nhiều những cái bài học khi mà bạn trải nghiệm một quan hệ với cái người này. Cái bài học mà vũ trụ đưa ra ở đây đó là bạn phải yêu chính bạn, bạn phải yêu thương bản thân bạn, bởi vì cái giá trị của bạn không phụ thuộc vào cái việc người khác nhìn nhận và đánh giá bạn như thế nào. Khi bạn đã xây dựng được cái giá trị, hệ giá trị của bạn, thì bạn sẽ có được cơ hội để có được những thứ tốt đẹp trong cuộc sống, kể cả về tình yêu lẫn mọi thứ ấy. Đây là thông điệp các bạn chọn tụ số 4. Tụ bài số 4 là tụ bài duy nhất ngày hôm nay mà mình nhìn thấy cái năng lượng của Twin Flame ở đây. Ở đây thì cả ngày hôm nay thì ba cái tụ bài kia mình cũng không có thấy Twin Flame hay là Soulmate. Mình cũng không biết là bây giờ để tìm ra một cái mối quan hệ Soulmate nó khó, nó quá khó hay sao ấy, mà bây giờ mình nhìn thấy là nó cũng không có. Không thấy cái nguồn năng lượng gần đây các bạn có. Đó thì mình đã kết thúc 4 tụ bài, thì mình sẽ up video chắc là ngày mai mới lên. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.